Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến trong quãng tin ngày hôm nay. Thì chúng ta đã bước sang cái tháng 12 rồi. Và tháng 12 đặc biệt là sẽ có nhiều cái câu chuyện hấp dẫn và cũng có cái nhiều cái kết rất là hấp dẫn trong cái tháng 12 này nha quý vị. Và đặc biệt là liên quan tới Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì một, hai ngày gần đây quý vị khán giả có nghe thông tin là Diễm My làm đơn tố cáo. Vậy là như thế nào? Thì ngày hôm nay Tiến sẽ chia sẻ và gửi đến cho quý vị khán giả. Và quý vị khán giả có nhớ không? Tháng 12 này á, thì là gia đình của ông Lê Tùng Vân phải bắt đầu là thi hành án rồi. Không có đồ nào mà chối cãi nữa rồi. Và cũng chính tháng 12 này cũng xảy ra một cái sự việc. Tháng 12 của 3 năm về trước quý vị nhớ không? Thì cái tháng 12, 3 năm về trước đó là ngày 12 tháng 12 năm 2019. Thì gia đình của ông Lê Tùng Vân đã kéo lên trụ sở của công an huyện Đức Hòa để mà quậy phá trên đó và dẫn đến cái kết cục ngày hôm nay, đúng không? Em sẽ thống kê lại một lần nữa rồi sẽ chia sẻ đến cho quý vị. Thì quý vị có nhớ ngày hôm đó thì cơ quan chức năng mời Diễm My cũng giống như là bà Cao Thị Cúc cùng với ba mẹ Diễm My lên cơ quan công an huyện Đức Hòa để làm việc. Sau đó thì cơ quan chức năng họ cũng đã trao trả Diễm My về cho gia đình. Và trong tình huống đó thì cái nhóm của ông Lê Tùng Vân thì đứng la lối quậy phá, quay phim, quay video và đăng tải trên mạng xã hội và cho rằng là Diễm My đã bắt cóc. Dù cho lúc đó thì cơ quan chức năng họ cũng đã trả lời và họ cũng đã nói rằng là trao trả cho gia đình rồi mà vẫn là phải ma mị, vẫn đăng lên mạng xã hội rằng là công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My này kia và la làng. Và sau đó quý vị thấy một cái đoạn video, một đoạn video mà không biết là Diễm My đã quay trước đó hay quay sau khi về gia đình, thì cái cho rằng là Diễm My cầu cứu quý vị. Đó là Diễm My cầu cứu, là Diễm My nói rằng ông Thắng bà Mai người bịt miệng bịt mũi rồi nào là đưa tống tống lên xe rồi nào khóa. Thì cái video đó rất rất là khó được xác định là quay ở thời điểm nào. Tại bây giờ thật sự ra Diễm My chúng ta vẫn chưa có thể tìm thấy và chưa biết được Diễm My thật sự đang ở đâu, và Diễm My cũng đang là một cái mấu chốt rất là quan trọng ha. Có nhiều người cho rằng là cái đoạn video mà Diễm My nói rằng là Diễm My bị bắt cóc hay kia thì đã được quay và dàn dựng trước đó để phòng thủ khi mà có một cái việc gì xảy ra thì cô ta sẽ tung lên. Rất là trùng hợp luôn, nếu mà Diễm My gọi là ông Thắng bà Mai mà bắt cóc đi thì có phải tịch thu điện thoại hay không? Không, nếu mà bắt cóc Diễm My về mà theo kế hoạch mà để hãm hại Thiền Am này kia thì phải tịch thu điện thoại này kia chứ sao để Diễm My mà có thể mà cầm điện thoại rồi quay video lại rồi là gửi cho Thiền Am để mà Thiền Am kêu cứu giùm mình. Quý vị có thấy lạ không? Đó là một cái điểm mấu chốt mà chúng mà cơ quan chức năng nghĩ rằng là cũng đang tiến hành để xác định xem cái video đó có phải nằm trong cái kế hoạch mà họ đã dàn dựng lên để mà diễn cái vở kịch này không. Và sau đó thì sau cái lời cầu cứu đó thì vì biết rồi gia đình của Thiền Am thì là bỏ trốn khỏi Thiền Am, và nhiều người cho rằng là họ trốn ở trong cái mặt thất ở trong Thiền Am, hoặc là nhiều người cho rằng họ trốn ở một cái khu rừng gần đó. Và trong đó thì lại một lần nữa chúng ta thể hiện cái sự nhung nhớ của thầy ông nội ha. Thì trong đó mới xuất hiện cái video mà thầy ông nội thầy nhớ Diễm My quá, thì nhớ Diễm My quá không biết giờ này nó như thế nào quý vị. Nó thì quý vị đặt nghĩ xem thử xem, một cái người đến đây gây bao sóng gió cho Thiền Am, nó làm Thiền Am mang tiếng nữa, mà tại sao ông nội nội vẫn một mực là bảo vệ và binh vực Diễm My? Quý vị có thấy lạ không? Có thấy lạ không? Tại sao? Đừng nói là nội là ra tay nghĩa hiệp để muốn cứu giúp, tại vì thấy Diễm My có cái câu chuyện mà về gia đình và ba mẹ như vậy nha, không có đâu đó. Và quý vị phải đặt đi, Diễm My có đầy đủ nhận thức là trên 18 tuổi rồi, đầy đủ trình độ và thậm chí là sắp sửa làm một giáo viên rồi, thì có đầy đủ nhận thức trình độ để mà xử lý công việc của cô ta. Tại sao mà cô ta chỉ nhờ vào Thiền Am để mà giải cứu mình mà không nhờ vào người khác, giống như là gia đình bên bên ngoại hoặc là gia đình bên nội? Thật sự ra nếu mà nói về một người ngoài á,
thì chắc chắn sẽ không đáng tin hơn rồi, đúng không quý vị? Và nếu nói về một cái vấn đề, nếu mà ba mình mà có hành động như vậy đối với mình á, thì em nghĩ rằng dù dù cho á, dù cho là bên ngoại hay bên nội, dù cho bên nội đi, là bên của ba đi, thì người ta cũng sẽ lên tiếng để bảo vệ đứa cháu của mình, đúng không? Giả sử bên nội coi như là thương ba đi, không muốn gì đi, còn bên ngoại sao? Tất nhiên sẽ bảo vệ đứa cháu mình vẫn hơn là những cái người ở ngoài này. Và tại sao trước đây và từ nhỏ đến lớn không có cái điều đó xảy ra, nhưng mà từ khi mà Thiền Am á, từ khi mà xảy ra cái câu chuyện ngày 12 tháng 12 năm 2019, thì nó lại xảy ra cái câu chuyện đó, và Diễm My lại lên tố ba mẹ của mình. Mà ở đây quý vị có nghĩa không, tố ba mẹ của mình để mà giải oan cho mình, nói chung là giúp mình, nói chung là cho để nói chung là để cho mọi người thấy về bộ mặt, ví dụ đi, cho mọi người thấy bộ mặt của ông Thắng đi, thì đâu cần đặt mình vào cái tình huống là mình cũng vi phạm pháp luật, đúng không quý vị? Đúng không? Diễm My có sự không không cần, mà giả sử như là không nói với gia đình đi, không nói với bên ngoại bên nội đi, thì cũng có thể tự mình đi ra thuê một luật sư để làm. Diễm My đầy đủ nhận thức và đầy đủ trình độ để mà làm xử lý việc đó, hoặc là tự mình ra làm một cái lá đơn để mà tố cáo. Tại sao mình đã thẳng thừng lên mạng rồi, mình đã tố ba mình rồi, tố mẹ, tố ba mình rồi, thì mình có cần gì phải sợ, đúng không? Giả sử như ở nơi đó mà Diễm My cho rằng cơ quan công an như thế này đối với gia đình ông Thắng bà Mai đi, thì Diễm My có thể tố lên công an thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là tố lên bộ công an và chính mình để gửi. Nhưng mà tại sao, đúng không, tại sao không dám ra đối chất? Hay là nó chỉ diễn ra khi những cái điều bất lợi về Thiền Am, đúng không quý vị? Đúng không đó? Và quý vị thấy đi, trong cái những cái video mà những luật sư của Thiền Am mà đang chia sẻ, và những con nhang đệ tử của Thiền Am chia sẻ 6 cái video của Diễm My lên mạng tố ba của mình, thì trong đó một phần là tố ba mình, một phần là tố công an huyện Đức Hòa, một phần là tố đài truyền hình. Mà tất cả những cái điều đó Diễm My cũng không được lợi, gia đình ông Thắng bà Mai cũng không được lợi, mà được lại có một cái, đó là Tịnh Thất Bồng Lai. Quý vị có nghĩ không, tự nhiên mình tố, mình đi tố, mình giả sử như mình đi nhờ người ta để tố và ba mẹ của mình, mà tại sao mình lại tự gài mình vào cái thế bất lợi như vậy, quý vị đúng không? Tự nhiên nói qua chuyện ông Thắng thôi, tại sao phải nói luôn cơ quan công an huyện Đức Hòa này kia, nói luôn đài truyền hình này kia, để mà giải vây, để cho nhiều người cứ nghĩ rằng cô gái này nè, nhà có quyền lực lắm, ông Thắng có thể mà sai khiến được công an huyện Đức Hòa, công an huyện Đức Hòa có thể mà nghe theo lời của ông Thắng để mà hãm hại gia đình của Thiền Am. Mà quý vị nhớ như thế này nè, không ai quyền lực mà có thể hãm hại được hai mươi mấy con người đang sống ở đó, và đặc biệt là nơi đó có những đứa bé và những cái người già, và nơi đó đang thờ thờ Phật, không ai có thể hãm hại được nếu mà nơi đó không phải như vậy, đúng không quý vị? Mà quý vị đặt đi, một cái cô gái cũng trên 18 tuổi rồi, cổ có độ nhận thức rồi, thì tại sao cổ tự gài mình vào trong đó? Hay là cổ đang nghe một cái sự sắp xếp đó, đó. Đúng không quý vị? Và quý vị biết tại sao mà nó dẫn đến câu chuyện hôm nay, và chắc hẳn là gia đình của ông Thắng, gia đình của Thiền Am bên bầu vũ trụ cũng không nghĩ, họ cũng nghĩ không, cũng giống như bao nhiêu lần trước, cũng giống như là em của bà Lê Thu Vân, họ quậy lên một chút xíu thôi mà khi bị hù dọn thôi là bỏ dép chạy rồi, đúng không? Đó, và bao nhiêu người trước cũng vậy. Nói chung là họ đã làm cái việc này, có thể là nhiều lần họ có thể dùng truyền thông để họ dập người đó, nhưng mà họ sai ở đây. Sai sao? Tại vì họ quá nổi tiếng. Họ sai ra, tại vì trước đây họ có thể làm những cái chiêu đó, họ dùng áp lực để mà hù dọa những người kia, để cho họ không còn thưa kiện gì nữa, và cái cô gái đó hoặc cái người đó phải ở trong Thiền Am, không còn bàn cãi gì nữa, đúng không? Đó, nhưng mà lần này sai là họ quá nổi tiếng. Họ quá nổi tiếng nên họ dẫn đến cái việc họ bị ngáo quyền. Họ tưởng rằng là mọi thứ cộng đồng mạng cũng giống như là mọi cộng đồng mạng nè, là sẽ binh vực bảo vệ mình và không ai làm gì được mình hết. Nên họ ngáo quá, giết cho quý vị thấy không? Thứ mỗi cái khi mà cái vụ việc 50 người họ cũng la làng lên.
họ phóng đại lên, chỉ có 12 người thôi, họ phóng đại lên 50 người, rồi họ từ 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 họ bị ngáo quyền quá, khiến cho họ lâm vào cái cảnh mà giống như là không sợ trời không sợ đất đó, mới lên mà xúc phạm Thượng Tọa Thích Nhật Từ, tưởng rằng là không có ai có thể làm gì họ được. Nhưng mà cũng chính vì cái sự mà ngáo quyền đó mà nhiều người chú ý, và nhiều người người ta đi tìm hiểu, người ta mới phát hiện ra, à, ông Lê Tùng Vân không có tu trong cái ngôi chùa nào hết, ông Lê Tùng Vân cũng không là một cái vị đại đức nào hết, và ông Lê Tùng Vân cũng không có nuôi dạy đâu 200 trẻ em mồ côi, và cũng không có đâu mà 20 trẻ em mồ côi mà ổng làm chủ trì hết đó. Từ đó tại sao nó lại nói dối vậy, về người ta tìm hiểu tiếp tục, ô nơi đây cũng không phải là chùa, nơi đây chỉ là một nơi tu tại gia. Ủa vậy tại sao mà bao nhiêu năm tháng mà ông cứ tự nhận nơi đây là chùa, quý vị ha, tại sao bao nhiêu năm tháng, và từ từ cái tìm hiểu ra, à, thì những đứa bé này có mối quan hệ huyết thống gì với ông Lê Tùng Vân hay không, tại sao nó ở cùng với mẹ trong đó mà họ lại, ông Lê Tùng Vân lại lên khẳng định rằng những đứa bé này mồ côi, mà tại sao người người tu mà lại sân si như vậy, phải không? Cứ mỗi lần là đem các cháu bé lên, quý vị thấy đi, trước khi mà những người trong Thiền Am bị tạm giam, quý vị, thì cứ câu chuyện trên mạng xã hội giống như là bà Nguyễn Hằng lại đi, họ cũng đem những cháu bé lại đây, rồi ông Thắng bà Mai lại cũng đem những cháu bé lại đây. Nói chung là tất cả những cái sự kiện mà khi mà có tác động từ bên ngoài đến thì họ đều đem những đứa bé lên để làm bình phong, như những đứa bé lo sợ, rồi những bé buồn, rồi những đứa bé như thế này, đúng không quý vị? Đó, từ từ được nhiều người ủng hộ quá, giống như họ ngáo quyền lực, nhưng mà từ những người ủng hộ đó thì những cái người mà phản biện bây giờ giống như là Thiên Phú, rồi là Thuận Hồ Văn Thuận, rồi nào luật sư Trần Quốc Vũ, rồi nào là luật sư Âu Văn Phục, rồi tất cả những YouTuber bây giờ đa phần là ban đầu họ đều ủng hộ Thiền Am, và ban đầu họ đều nghe lời Thiền Am. Tại sao? Tại họ nghe lời tưởng nó Thiền Am, họ nói đi những điều đó là chính xác, nhưng mà khi mà họ muốn vào trong cái câu chuyện này để họ binh họ bảo vệ cho Thiền Am thì họ mới phát hiện ra một điều là sự giả dối, họ phát hiện ra một điều là sự giả dối tất cả mọi thứ, và đây là một cái màn kịch dựng lên để làm câu kéo tiền Mạnh Thường Quân để về cho gia đình này. Tới ngày hôm nay, quý vị thấy không, dù cơ quan chức năng họ đã lên tiếng như vậy, họ đã xác định và họ đã nói như vậy, nhưng mà nhiều người vẫn đứng tỏ vẻ ra, tôi dùng 30 năm uy tín của mình, rồi tôi dùng uy tín của luật sư của tôi để mà đảm bảo Thiền Am không lận lưng, giấy tờ tới dòng đây là không lận lưng, không lận lưng thì chụp lên đưa lên, đúng không quý vị? Đưa lên cái là mọi chuyện sáng tỏ, mà tại sao họ không đưa lên? Một cái chuyện đơn giản như vậy đưa lên cái là sáng tỏ, mà đưa lên cũng chẳng vi phạm pháp luật gì hết, đúng không? Đưa lên sao vi phạm pháp luật được, đưa lên là cái giấy đó đâu có để là công khai là bé này là con của ai đâu. Và trước đây thì nó cũng là mồ côi, người ta biết mồ côi, nhưng mà thật sự nó không có huyết thống thì đưa lên cái là mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng mà tại sao mà họ lại lắc léo? Có người thì nói rằng là giấy tờ đó là giấy tờ giả sai, nếu mà cùng huyết thống là tại sao phải xét nghiệm 2-3 lần, đúng không quý vị? Bây giờ người ta xét nghiệm mấy lần là không quan trọng, quan trọng là mình có hay không. Nếu mà mình bị tới giờ điểm này, em nói thật sự bây giờ không cần một cái lời thách thức nào của dư luận hết, mà chính là kỳ cá nhân của mọi người, người ta cũng tự đi xét nghiệm ADN, khỏi cần mà pháp luật vào cuộc nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ họ vẫn không chịu xét nghiệm, mà tất cả những giấy tờ mà đưa ra liên quan tới huyết thống thì họ cho là giả, họ cho là ngụy tạo, họ nói là không khớp, cũng phải làm cho khớp là sao đó. Bởi vì từ những cái tình tiết đó để lại á, thì quý vị khán giả có thể mà suy luận ra Diễm My thật sự ra họ chia sẻ Diễm My như vậy á là để làm cho nhiều người, những giống như là nhiều người họ không có thời gian họ xem mạng á, hoặc là nhiều người sau này họ mới vô câu chuyện của Thiền Am á, họ sẽ nghĩ rằng à, tại sao nơi đây xảy ra một chuyện bức xúc như vậy mà không được giải quyết. Nhưng mà họ không theo dõi từ đầu tới cuối, không theo dõi câu chuyện 50 người, không theo dõi câu chuyện 331, không theo dõi những cái việc của bên Thiền Am đã từng làm, nên họ có thể dễ dàng để mà dẫn dắt, đúng không quý vị? Đó, nên quý vị khán giả hết sức là bình tĩnh. Nên cái việc mà có thể rằng á, là Diễm My sẽ ra Diễm, nếu mà tìm thấy Diễm My thì Diễm My sẽ ra tố cáo toàn bộ những cái sự thật về Thiền Am. À, một mặt là họ nói là tìm Diễm My, chứ thật mặt khác quý vị thấy không, họ ung dung họ đi làm từ thiện không, chứ làm tìm Diễm My gì nữa, đúng không?
Đó thì đây là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị. Tại ngoài đang hát nhạc nữa, ồn quá em không chia sẻ tiếp được cho quý vị, vì không cảm. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.